Trong 6 tháng qua, cựu cầu thủ của Manchester United đã không thi đấu trận đấu chuyên nghiệp nào kể từ khi rời khỏi câu lạc bộ bởi một lẽ. Đến lúc này, chưa có bất kỳ một đội bóng nào liên hệ với anh, dù cho anh hoàn toàn miễn phí. Anh giờ đây hay chỉ được biết tới khi đăng bài trên Instagram về các bài tập luyện trong phòng gym thay vì chơi với bóng. Và người hâm mộ xem như đã quên mất cầu thủ được mệnh danh là tài năng trẻ không bao giờ lớn hay hài hước hơn với cái tên Lingardinho, phòng theo siêu sao Ronaldinho. Jesse có một trí thông minh tốt. Khi kết hợp với năng lượng chơi bóng và khả năng của cậu ấy sẽ tạo nên một cầu thủ có tương lai tươi sáng phía trước. Jesse là một thành viên tuyệt vời trong đội và tôi rất vui về ngày đã ký hợp đồng mới. Đó là những lời khen ngợi của Jose Mourinho khi phản ánh vị thế của Lingard trong đội hình Manchester United khi anh ký một hợp đồng có thời hạn 4 năm trị giá 100.000 bảng mỗi tuần vào tháng 4 năm 2017. Lingard khi đó là một ngôi sao nở muộn ở Old Trafford. Với bước đột phá lớn của anh là khoảnh khắc một năm trước đó trong trận chung kết FA Cup, một cú vô lê xuất sắc của cầu thủ năm đó 23 tuổi vào lưới Crystal Palace đã giúp United giành chiến thắng 2-1 tại Wembley trong trận đấu cuối cùng của Louis van Gaal. Và từ đó, anh đã xây dựng trên nền tảng này bằng cách trở thành cầu thủ chủ chốt dưới thời huấn luyện viên kế nhiệm người Hà Lan. Lingard cũng đã ghi bàn trong chiến thắng chung cuộc Carabao Cup năm 2017 của United trước Southampton. Và vào thời điểm đó, hầu hết người hâm mộ đều đồng ý với đánh giá của Mourinho về tiềm năng tương lai của anh, đặc biệt là cái duyên hay ghi bàn tại Wembley. Tiền vệ tấn công đa năng này đã đóng góp trong 20 bàn thắng cho United trên mọi đấu trường ở mùa giải thứ hai dưới thời Mourinho, giúp anh có được một suất trong đội tuyển Anh tham dự World Cup 2018. Đội bóng của Gareth Southgate đã gây bất ngờ cho tất cả mọi người trên đường cán đích ở vị trí thứ tư tại Nga. Với Lingard góp mặt ở 5 trong 7 trận đấu của họ và sự phấn khích đang ngày càng tăng lên sau khi chính Lingard ghi bàn tại World Cup. Những năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp đang chờ đợi phía trước. Thật không may, sự tích cực đó sớm nhường chỗ cho sự tuyệt vọng đối với Lingard, người đã ở lại United với một chấn thương háng dài dặn. Anh nói với Player Tribune vào năm 2021 là: "Kể từ thời điểm đó, tôi không thể quay lại như cũ. Tôi đang gặp khó khăn về tinh thần cũng như thể chất." Đến thời điểm hiện tại, Lingard đang dành những ngày tập luyện một mình ở Dubai với tư cách là cầu thủ tự do sau khi chứng kiến giá trị của anh sụt giảm sau thời gian ảm đạm ở Nottingham Forest mùa trước. Cầu thủ 31 tuổi này đang ở ngã ba đường sau khi thấy một số phi vụ chuyển nhượng có thể xảy ra nhưng không đi đến đâu. Và nếu không cẩn thận, nghỉ hưu sớm có thể là lựa chọn duy nhất mà anh ấy còn lại. Lingard dần mất đi vị thế trong đội hình của United sau khi Mourinho bị sa thải vào tháng 12 năm 2019. Ole Solskjaer ủng hộ các lựa chọn thay thế khác cho mặt trận tấn công, đặc biệt sau sự xuất hiện của Bruno Fernandes. Và cuối cùng, chấp thuận cho tuyển thủ Anh chuyển đến West Ham cho mượn vào tháng 1 năm 2021. Sân vận động London đã chứng tỏ là môi trường hoàn hảo để Lingard tìm lại sự tự tin khi anh ghi 9 bàn thắng và 5 đường kiến tạo chỉ sau 16 lần ra sân cho The Hammer, khiến cho Solskjaer phải trao cho anh cơ hội cuối cùng tại Old Trafford. "Khi trở lại United, tôi cảm thấy như một người khác," Lingard nói thêm về trải nghiệm ở West Ham. "Trưởng thành hơn, tự tin hơn, tôi đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn. Nhưng chỉ trong vài tuần ở mùa giải 2021-2022, rõ ràng là anh sẽ không bao giờ lấy lại được vị thế thường xuyên của mình ở United." Lingard kết thúc mùa giải với 2 trận đá chính ở Premier League, trong đó Ralf Rangnick sau khi thay thế Solskjaer làm huấn luyện viên tạm quyền cũng loại bỏ Lingard khỏi danh sách thi đấu. United đã để cầu thủ tốt nghiệp học viện hết hạn hợp đồng và 22 năm gắn bó của anh với câu lạc bộ đã có một kết thúc đáng buồn. "Tôi không biết tại sao mình không thi đấu," Lingard nói với Daily Telegraph khi được hỏi về năm cuối cùng ở Old Trafford. "Tôi không biết vấn đề là gì, đó là chính trị, những quyết sách phía trên hay bất cứ điều gì. Đó là những lời hứa sai lầm. Tôi đã tập luyện chăm chỉ và rất nhạy bén. Tôi sẵn sàng chơi các trận đấu với họ. Khi bạn tập luyện chăm chỉ và không thi đấu khi kết thúc buổi tập, điều đó thật sự rất khó chịu." West Ham đã quay lại muốn mua Lingard trước mùa giải năm 2022-2023, nhưng từ chối yêu cầu hợp đồng khổng lồ trị giá 180.000 bảng mỗi tuần. Cựu cầu thủ United cũng nhận được những lời đề nghị từ Newcastle và Fulham với hợp đồng 4 năm được cân nhắc ở cả hai câu lạc bộ. Tuy nhiên, cuối cùng, Lingard lại vì tiền đã chọn bản hợp đồng béo bở có thời hạn 1 năm với Forest, đội vừa mới được thăng hạng trở lại giải đấu hàng đầu. Đội vô địch Playoff Championship ban đầu định giữ Lingard đến năm 2024, nhưng người đại diện của anh thúc giục anh chấp nhận thời gian ở lại ngắn hơn. Họ nghĩ rằng một mùa giải ấn tượng tại City Ground sẽ biến Lingard thành một trong những cầu thủ tự do được săn đón nhiều nhất trên lục địa với những bản hợp đồng béo bở hơn. Nhưng kế hoạch đã phản tác dụng một cách tệ hại.
Lingard chỉ ghi 2 bàn sau 20 lần ra sân cho Forest và dành phần lớn thời gian để ngồi dự bị. Động thái này là một thành công về mặt tài chính khi Lingard bỏ túi khoảng tiền lương 2,4 triệu bảng trong thời gian ngắn ở câu lạc bộ. Nhưng danh tiếng của anh trên sân đã bị tổn hại đến mức không thể phục hồi. Mặc dù không thể phủ nhận vận rủi với chấn thương đóng một vai trò nào đó, nhưng Lingard không có đóng góp đáng kể nào khi Forest tránh xuống hạng thành công, với chỉ số trung bình đáng xấu hổ là 0,2 cho số cú sút trúng đích ở Premier League. Ngay sau khi Lingard rời Forest, có tin đồn rằng anh là mục tiêu của đội bóng MLS DC United, đội được dẫn dắt bởi Wayne Rooney vào thời điểm đó. Huyền thoại của Manchester United đã thúc đẩy điều đó trong một cuộc phỏng vấn với The Times. Anh nói, năm ngoái, khi Jesse Lingard ký hợp đồng 1 năm với Forest, chúng tôi đã đưa anh ấy vào danh sách của chúng tôi vì bạn nghĩ rằng có nhiều khả năng sau 1 năm ở Forest, anh ấy sẽ nói, tôi sẽ muốn đến Mỹ và điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể ký hợp đồng với anh ấy. Thậm chí là có tin đồn về một cuộc đấu thầu tiềm năng giữa DC và Inter Miami khi Lingard tới Mỹ để tập luyện tại sân vận động TLV BNK, nơi Lionel Messi cũng vừa bắt đầu chương mới của riêng mình. Tuy nhiên, cả hai câu lạc bộ đều không chính thức tiếp cận cầu thủ giàu kinh nghiệm và anh lại chuyển sự chú ý trở lại Premier League. Lingard trở lại West Ham để duy trì thể lực. Anh làm dấy lên tin đồn về một thỏa thuận ngắn hạn tiềm năng. Jesse đã tập luyện với chúng tôi trong 3 tuần và anh ấy đã tiến bộ rất nhiều so với khi mới đến. Moy nói đến sự tiến bộ của Lingard vào đầu tháng 9. Chúng tôi cho anh ấy mọi cơ hội để lấy lại thể trạng và xem anh ấy thể hiện như thế nào. Huấn luyện viên trưởng của The Hammer thậm chí còn cho Lingard ra sân trong trận giao hữu kín với Ipswich Town. Nhưng khi kết thúc thời gian thử việc kéo dài 6 tuần, Moy quyết định không đưa anh vào đội hình. Chúng tôi rất thích Jesse, nhưng tôi không biết liệu chúng tôi có cần một cầu thủ khác ở vị trí mà anh ấy có thể sẽ chơi cho chúng tôi hay không. Huấn luyện viên người Scotland sau đó giải thích vì lý do không ký hợp đồng với Lingard. Và thế là Lingard cho đến lúc này chỉ còn xuất hiện trên mạng xã hội nhiều mà thôi. Đặc biệt là vì anh có công ty quần áo, đội thể thao điện tử của riêng mình và công ty truyền thông One Talk Entertainment để quảng bá bên ngoài sân cỏ. Nhưng kể từ khi trở thành cầu thủ tự do, anh ấy cũng đã sử dụng Instagram để quảng bá bản thân cho các câu lạc bộ mới, thường xuyên đăng video về quá trình tập luyện và những bức ảnh khoe tình trạng thể chất gầy gò của mình. Lingard sau đó trở lại Trung Đông để tập luyện trong thời tiết ấm áp và tung ra một số video nhằm thu hút sự chú ý của những người theo đuổi tiềm năng. Lingard tuyên bố đang ở chế độ hồi sinh, thậm chí còn đi xa hơn khi đề nghị cống hiến hết mình cho đương kim vô địch La Liga Barcelona. Người đại diện của Lingard cũng đã thăm dò 3 câu lạc bộ Ligue 1 về một thỏa thuận có thể có với Lingard, bao gồm Lille. Tuy nhiên, các đội bóng Pháp chỉ có thể đăng ký 4 cầu thủ từ các quốc gia hoặc quốc gia không thuộc EU, trong khi cựu cầu thủ của United bị cản trở bởi các quy định Brexit. Everton là câu lạc bộ mới nhất được cho là quan tâm đến Lingard, nhưng không chắc họ có thể đáp ứng được yêu cầu của anh trong bối cảnh khó khăn tài chính hiện tại của họ. Và vì vậy, việc tìm kiếm một câu lạc bộ mới của anh có vẻ sẽ kéo dài sau tháng giêng. Có ý kiến cho rằng các bài đăng trên mạng xã hội hàng ngày của Lingard thực sự là mồi nhử dành cho các câu lạc bộ MLS để tìm kiếm một nơi chốn mới. Mặc dù Lingard vẫn nói tất cả vẫn ổn, nhưng chắc chắn anh đã hối hận về một số quyết định của mình trong 2 năm qua. Anh vẫn còn trẻ và đủ sức để tiếp tục thi đấu, nhưng sự gián đoạn sự nghiệp này có thể đã gây ra những thiệt hại không thể khắc phục được. Đó sẽ là một cái kết bùn cho một người từng được xem là tiềm năng nhất của Quỷ Đỏ thời hậu Sir Alex.